Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một chú gấu cùng một con lợn đang nằm chơi cùng nhau nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Nóng thế nhở, sao hôm nay nóng thế em nhở? Và mình sẽ hoàn thành cái bức tranh của mình ngày hôm nay với bộ bút chì màu các bạn nhé. Đây là bộ bút chì màu mình sẽ hoàn thành. Về chiếc áo thì mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô cho phần chiếc áo của bạn gấu của mình với màu sắc đó là màu đỏ. Sẽ tô nốt cái phần chiếc áo của bạn gấu của mình với màu sắc là màu đỏ các bạn nhé. Và mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho cái phần chi tiết của chiếc áo của con heo của mình. Mình sẽ tô phần mặt này chi tiết. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu để tô cho cái phần tiếp theo các bạn nhé. Và mình sẽ có bút chì nha mọi người. Ở đây là phần màu nâu. Tiếp theo phần đuôi thì mình sẽ tô màu cam. Thì mình sẽ tô lần lượt đến hết cái phần body của chiếc áo body của con lợn của mình nha. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho cái phần hình ảnh con gấu các bạn nhé. Hình ảnh con gấu đã được mình tô với một sắc là màu cam. Mình đã tô đi phần mặt rồi các bạn nha. Mình sẽ tô hết phần đầu và phần mặt của con gấu của mình. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần mông mọi người nhé. Phần mông và phần chân mọi người nha. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần tay với màu sắc đó là màu cam mọi người nhé.
Và mình sẽ sử dụng đến màu vàng để tô cho cái phần con lợn của mình. Mình sẽ tô phần tai trước nhá. Tiếp tục đến phần đầu. Hình ảnh hai bạn này đang chơi rất thân với nhau các bạn nha. Và tiếp tục là đến phần tai. Và đến phần tay các bạn nhé. Và tiếp tục sẽ đến phần tay. Và phần chân các bạn nhé. Mình đã hoàn thành xong các bức tranh hình ảnh về chú gấu và con lợn của mình đang nằm chơi với nhau rồi các bạn nhé. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là một bức tranh hình ảnh về một chú gấu và con lợn đang còn nằm chơi với nhau các bạn này. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.